Xin chào quý vị các bạn. Hôm nay công ty Takeo chúng tôi sẽ cùng kỹ thuật viên lắp ráp máy xay sát gia đình Takeo TK220. Đầu tiên chúng ta khui thùng ra, sau đó chúng ta lắp từng phụ kiện lên. Bước 1, lắp trục máy để kết nối motor và đầu trà trắng cũng như đầu nghiền. Đặt trục vào trong nòng của khung máy, sau đó bắt 4 ốc ngược lên. Chúng ta chỉnh cân trục máy, sau đó siết chắc 4 con ốc lại. Siết chắc ốc bằng khóa 12. Sau khi lắp trục xong, chúng ta bắt đầu lắp đến hộp quạt gió của đầu sắt trắng. Quạt gió vào hộp bảo vệ kết nối với nhau bằng một ống tròn inox có hai co siết. Bà con chú ý, lắp xong siết hai co lại. Có thể dùng khoan bin, tu vít vặn tay. Sau khi siết xong hai cái ốc của thanh tròn inox dẫn gió, ta siết hai ốc 12 cố định quạt gió lại. Mọi người lưu ý siết chắc lại. Sau khi siết cứng ngay ốc, chúng ta đưa hộp quạt gió lên, lắp vào khung. 4 lỗ ốc của hộp quạt gió được gắn vào 4 lỗ ốc khung bằng 4 con ốc 12. Sau khi chỉnh cân và dùng khóa 12 siết chặt lại. Sau khi lắp hộp quạt gió xong, ta chuẩn bị 4 con ốc 12 dài 2cm để bắt đầu nghiền trắng vào hộp quạt gió. Đây là đầu trà inox. Đầu trà gạo trắng của dòng Takeo TK220 bằng inox. Rất bền và sạch, đảm bảo vệ sinh an toàn. Sau khi đặt đầu trà trắng lên, ta luồn 4 con ốc từ dưới lên và siết ốc lại. Sau khi bắt đầu sát trắng, chúng ta lấy sợi dây cunoa kết nối từ quạt gió và đầu sắt trắng. Chúng ta lắp lên, căn chỉnh dây cunoa sao cho cân nhất, rồi siết 4 con ốc từ quạt gió và đầu sắt Takeo Inox. Chúng ta vẫn sử dụng khóa 12 nha mọi người. Tiếp theo chúng ta đấu nguồn vào motor. Chúng ta mở nắp điện motor ra, sau đó tháo hết 4 ốc. Mọi người chú ý để ý theo kỹ thuật viên. Sau khi tháo hết hai cái dây nối ra, chúng ta đưa dây từ công tắc điều khiển vào. Công tắc điều khiển sẽ có 4 dây và chúng ta sẽ đấu vào 4 đầu nối tương ứng ở trong motor. Mọi người chú ý. Khi đưa vào thì chúng ta sẽ dùng tu vít siết chặt lại. Sau khi đấu xong thì chúng ta sẽ lắp lại trục đậy của motor. Sau đây chúng ta sẽ bắt motor vào máy sắt gạo. Đầu tiên chúng ta bắt chân đế để bắt motor. Sau khi lắp chân đế xong thì chúng ta sẽ bê motor bỏ lên và bắt ốc 4 con ốc siết chân motor vào. Khi bắt xong chúng ta sẽ siết cứng lại và nắp dây cunoa từ dưới buni của motor và đầu sắt trắng. Sau khi lắp xong chúng ta sẽ siết 4 con ốc trên đầu sắt trắng vào. Sau đó chúng ta sẽ lắp bộ điều khiển của máy sắt gạo. Mở bảng táp nô của máy sắt gạo. Đầu tiên chúng ta siết công tắc đảo chiều. Sau đó chúng ta lắp đến đồng hồ. Chúng ta tháo rời hai con ốc ra. Sau đó chúng ta lắp đồng hồ vào mặt táp nô. Chúng ta siết cứng hai con ốc để giữ mặt táp nô lại. Sau đó chúng ta sẽ lắp CB của máy sắt gạo. Chúng ta đấu điện nguồn vào, sau đó chúng ta đưa từ phía sau lên và đấu hai dây điện nguồn từ CB qua đồng hồ. Tiếp theo chúng ta sẽ ráp đầu chỉnh gạo. Đầu tiên chúng ta bắt cữ, sau đó mở hai ốc ở đầu sắt inox, rồi đặt hộp số chỉnh gạo vào. Chúng ta đặt khớp vào vặn, siết chắc hai con ốc vào. Sau đây chúng ta sẽ lắp sàng rung 3 cấp của máy sắt gạo Takeo TK220.
Đầu tiên, chúng ta lấy sàng rung ra, sau đó dùng chìa khóa 13 để siết chắc lại tất cả các ốc của sàng rung. Sau đó chúng ta siết bát ra đỡ sàng rung vào trong thân của khung máy sắt gạo. Sau đó đầu còn lại chúng ta bắt ra đỡ vào trên thân của sàng rung. Mọi người chú ý, sau khi bắt xong thì chúng ta sẽ nắp tiếp quạt thổi bụi vào đầu hộp số máy sắt gạo. Kế tiếp chúng ta sẽ nắp giá đỡ gần của sàng rung. Mọi người nhìn kỹ thuật viên bắt ốc để làm theo. Khi chúng ta bắt và căn chuẩn vào, chúng ta sẽ siết chắc lại. Tiếp theo chúng ta sẽ nắp bên bộ phận của đầu nghiền. Đầu tiên chúng ta bỏ măng xối lên và đưa đầu nghiền đặt lên. Sau đó siết 4 ốc để gắn đầu nghiền vào khung của chân máy sắt gạo. Sau đó chúng ta sẽ lắp dây cun loa từ đầu nghiền vào motor. Đây là dòng máy sắt gạo đa năng Takeo TK220. Chúng ta lắp vú mỡ. Sau đó chúng ta mở nắp để bắt phễu cho nguyên liệu đầu nghiền vào. Mọi người lưu ý là nắp rong vào để tránh nó bị hở, và khi mà sử dụng thì nghiền nó sẽ bị bụi ra ngoài. Chúng ta để ý là nó có 3 chỗ để bắt ốc thì chúng ta sẽ bắt ốc cả 3 điểm vào và siết cứng lại. Đầu tiên chúng ta bắt lên bằng tay, sau đó chúng ta vặn lại. Sau khi cố định thì chúng ta sẽ dùng khóa để siết cứng lại. Khóa thì chúng ta dùng khóa 13. Sau khi xong thì chúng ta sẽ siết gài lại. Tiếp theo chúng ta sẽ nắp cái máng chắn dây côn loa để đảm bảo an toàn khi sử dụng. Sau khi xong thì chúng ta sẽ nắp nắp phễu của đầu nghiền và đầu sắt trắng vào. Trên đầu phễu sẽ có chỗ bắt ốc, chúng ta sẽ siết cứng lại. Sau đó chúng ta sẽ mở công tắc cho bên đầu sắt trắng chạy. Thì sàng rung 3 cấp các bạn thấy nó sẽ rung đều để nắp những hạt sạn, hạt tấm ra ngoài. Và khi chúng ta sử dụng đầu nghiền chỉ cần gạt ngược công tắc lại là đầu nghiền sẽ chạy. Thao tác rất đơn giản nha các bạn.